lúc mà chị leo lên cái đó đó, chị nhìn xuống chị hơi sợ, tại vì nhiều khi ảnh bị giống như nóng ruột á, rồi không có kỹ, mình phải treo cái dây an toàn lên mình ấy đu đó, cho nên là mình đứng ngồi suy nghĩ thôi, mình nên xuống, mình không có hô hào nữa, càng hô hào thì người ta rằng sợ, cho kích thích, cho làm lẹ hơn, lúc nào chị cứ an toàn là trên hết nha, để móc cái sợi dây vô về nha. Ừ, nếu chị kiểm chơi được đâu. Xong hôm qua nhưng hôm nay vẫn tiếp tục đi ủng hộ chị Hương. Tại vì mình có mấy ngày ở Đà Lạt coi, sẵn dịp đi du lịch ké. Bà ngoại nó làm điếu này. Bà ngoại nó làm cái gì? Đã trứng tài vậy ông ta. Đã trực tấm hình nha. Bây giờ ngoài cho quà, cho đồ ăn, cho khăn choàng, mà bây giờ ông Phương đi Nam cũng được mấy chục củ vô luôn. Bà con cho tôi quay lại tí luôn. Chị thấy chưa? Nè, mình chưa bán cà phê ngồi luôn. Biếu chị Phương được cái bà ngoại gửi cho ông xã chị Phương là anh Hoài Phương 20 củ vô. Bây giờ thì con thấy có đây tặng cho các anh quay phim mặt ở tại hiện trường, không có chạy gì nữa tập đó. Dạ, mời anh ăn cái mặt mặt thêm. Rất ngon. Dạ, rất ngon, bà ngoại cho. Ăn nhớ cảm ơn bà ngoại nha. 1, 2, 3, cảm ơn bà ngoại nè. 1, 2, 3. Cảm ơn bà ngoại. Đó, bà ngoại cho. Đó là da hua nha. Mấy mà bớt ăn lại. Nhiều như mấy mớm mớm đen đen này nè. Ăn vô vô cho đẹp da. Và bây giờ quý vị con ta cho em làm cái túi này để chú Minh ở gần chợ Đào Chí Từ. Rồi cho rồi biết đi đâu rồi làm sao mang ơn. Còn sao cảm ơn. Thôi thì nhờ chương trình quay tự vô ảnh mặt tôi là tôi cảm ơn. Dạ chú cho con biết đâu con thích cảm ơn chú nha. Chú là chú Minh ở chợ ở đường Đào Chí Từ. Em nghe qua tại chạy nghe thấy chị Phương nói là ai muốn cho thì cho, tụi em đều lấy. Cho làm như đi chợ gia đình đang ăn chắc cũng ai hơn. Chị Phương ăn Tết chưa tốn 1.000 đồng bạc nào hết trơn, cái trội ta cho quý vị về đây để con cho gì làm dùm cái miên trời nha. Cái này là gì? Cho dâu tây miên chi lần 2 hộp. Cho artiso 5 bông nha quý vị. Đó. Một giỏ là dâu và artiso. Bên đây cũng là dâu và bông artiso 5 bông. Đau quá trời luôn. Dâu. Ôi ơi, artiso 5 bông mà bông nào không thấy. Nó bự còn hơn cái mặt em nữa. Nó bự còn cái mặt em nữa vậy. Thôi mà mời chú vô. Cái này để cho chú cho lại Nghĩa nghe nha. Cái bông này bự hơn cái mặt của đại Nghĩa luôn. Đặc biệt là 5 cái bông bự thiệt bự luôn. Để riêng đây à, và có dâu tây nha. Xứ lạnh tình nồng. Cho quá trời luôn. Vậy thì bây giờ cho dâu tây thì em sẽ mời quý vị luôn. Cho nhiều lắm, chẳng nhiều luôn nha. Mời dâu tây đi xin lần. Người nào người Đà Lạt thì nhường cho người du lịch. Có muối luôn nha quý vị. Wow, đẹp quá quý vị ơi. Rồi, cho quá trời quà luôn. Đất nước không phải là cho quà em quý đâu, mà hình như ai cũng vì chương trình này và vì cái công tác thiện nguyện tụi em đi xa, cho nên bà con gặp đâu cho đó ăn cái cầm hơi mình đi làm tiếp, cho nên cảm ơn quý vị cả trên đất nước Việt Nam yêu thương em. Có các khán giả hải ngoại nữa quý vị, khán giả hải ngoại không cho trực tiếp nhưng gửi tới nhà, mà gửi gần 20 ký, có nghĩa là họ đặt cái cây gửi tới nhà cho tụi em luôn. Tụi em xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều.
Bây giờ em cầm cái này đi một vòng đi cho tất cả các anh em trong nhà, trong nghề này ăn, mời các cô chú đi du lịch ăn luôn. Trừ lại cho đại nghĩa hợp chứ, về nó lại với em, bị em tự nói là có cho đại nghĩa rồi chứ cho em đâu, nó buồn. Ha, được cái gì ha, ai cứ làm MC mà cho một đứa đâu được. Bà chị này thiệt tình luôn nha. Rồi đất ơi, đây ăn dâu nè, mời mấy chị với luôn, mời mấy chị, mấy gì chị ở Biên Hòa, rồi mấy gì ở Bạc Liêu nè, rồi mấy gì ở hồi nãy ở Bình Phước nè, rồi mấy gì ở Liêu, Bình Phước, Biên Hòa, Bảo Lộc, Đắk Lắk đó, người nào người du lịch thì nên ăn, rồi anh em ekip nên ăn luôn. Còn người Đà Lạt mà ta sức lạnh tình nồng lắm, bà con trên kia có ai là người du lịch không, giơ tay. Chị đông vậy dâu đâu mời hết, ăn tạm cà gót được không? Chị Diệp Phương ăn đâu, chị nhường cho mọi người á, cho quay phim ăn luôn. Anh Thanh Ánh Sáng ăn đi con, ăn đi, ăn dâu đi, tụi bay đi, nóng đông trong người. Nhưng mà mình phải ăn một trái cho chú vui, tại vì chú mua cho mình là mình cho hết kỳ, con ăn một trái đi chú Minh ơi. Chú Minh ở đào di từ, cô cảm ơn chú.